Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok, hôm qua lên con tướng mới cho các bạn thấy sao? Trời, có một ông vô comment nói là thời đại hải sản đã tới. Thời đại hải sản nghe cũng hay đấy. Mà giống như là thời đại hải tặc đúng không? Không, thời đại hải sản đã tới. Đúng vậy rồi. À, đúng vậy rồi, mà nó không phải là nó chỉ mang cái hiệu ứng khống chế không à, tại vì con Siren là dẫn hóa đá nè, Tisu là tưng lên nè, rồi con mới là con Deep Dive là theo kiểu là cái con lặn sâu đó à, cái con đó dám là dịch ra thành tiếng Việt là lặn sâu lắm đó nha à, cái con lặn sâu đó là nó câm lặng, nó quên, nó ru ngủ. Rồi cái con gì nữa quên à, ốc là giảm tốc đánh đó, rồi còn con Aquaman là giảm giáp. Năm con đó đều có là mang hiệu ứng khống chế cả. Nó khủng khiếp vậy đó, nhưng mà nó biết sao, nó bị khắc chế đúng bằng một trang bị duy nhất thôi. Bùa. Cái bùa khắc chế cực kỳ nhiều luôn. À, nếu bạn lên đi mà sợ bây giờ cái bùa là hàng hot. À, mình nói rồi, mình làm clip là lúc trước là mình đã nói rồi, cái bùa bây giờ là gọi là meta hàng hot à, là hàng hot luôn. Tại sao? Một cái team mà nó vừa mang lại một cái hiệu ứng giảm sát thương, cộng với nó lại mang thêm một cái hiệu ứng khống chế nhiều như vậy á, thì chắc chắn cái bùa là hàng hot nhất của cái meta này luôn. Không thể chạy khỏi rồi. Mà nói thiệt luôn, nếu mà vô mà không thể gọi là chắc ăn á, thì cứ cộng bùa vô cái đã. À, cộng bùa vô cái đã, tại vì ăn câm là quên ăn cái hóa đá hoặc là ăn cái ru ngủ của con kia thì cũng đúng kiểu là cũng tới công chuyện thiệt. Cho nên là cái bùa bây giờ là meta đó, cho nên là bạn cần cân nhắc lên cái bùa. Nếu mà có thể á, bạn đi đội hình mà có gì đi nữa thì cái bùa nó cũng mang lại cho bạn một cái kiểu như là tự tin sống hẳn á. Tại vì sao nhiều bạn nói bây giờ không sử dụng kỹ năng thì không cần lên bùa, đâu có. Bây giờ bạn không đánh tay bạn cũng phải lên bùa nữa. Lên bùa làm gì chứ, bạn bây giờ bạn chờ nó ru ngủ bạn rồi chừng nào bạn mới dậy được để bạn đánh cái này. Cho nên là đánh tay cũng phải lên cái bùa sớm để tránh cái ăn cái tình trạng là giống như là câm lặng nè, tuôn nè, hoặc là theo kiểu cái gì quên nè, kêu bằng cấm đánh nè, rồi cái ru ngủ nè, rồi còn bị tuôn nữa, rồi hóa đá hóa đủng luôn này kia nữa. Tóm lại là hiệu ứng khống chế á, là bây giờ là một cái bùa là hợp lý luôn. Hoặc là bộ Raider, bộ Raider cũng là một trong những cái con bài mà nó có vẻ như là nó sẽ nổi lên gần đây, nhưng mà mình biết sao mà đánh giá bộ Raider nó không cao ở chỗ là sao, nó chỉ gọi là thỏa mãn một vế trong hai vế của vấn đề thôi à, thỏa mãn một vế là sao, một vế hiệu ứng khống chế thôi, còn một vế nữa là nó mang lại cái nó một vế nữa là sao, cái giảm sát thương thì nó khó, tại Raider nó không có cộng bộ nào khác ngoài bộ Raider cả à, nó chỉ có là Raider thôi, cho nên là bạn muốn có thêm bộ để thêm hiệu ứng vô cho cái team bạn thì không thể được, nó chỉ nhận hiệu ứng của Raider thôi. Rất có thể là bạn sẽ bị thiếu sát thương giai đoạn cuối, hoặc là sao, bạn có thể miễn nhiễm hiệu ứng với nó nhưng mà nó lại không giết được nó, cái đó mới là vấn đề à, bạn không có cách nào bạn làm cái gì để ngăn chặn cái việc mà nó có hiệu ứng như vậy. Đặc biệt là nếu mà như con cá này nè mà đi với cái team mà nó có hồi máu thì đúng kiểu là cháy lắm luôn. Đã trâu như chó rồi mà còn hồi máu nữa thì thôi luôn, ăn kết thật sự luôn. Thì đó, cho nên là nói chung là bây giờ mình đang nghĩ meta sắp tới nó sẽ xoay xung quanh bộ cá thôi, hoặc là một cái team nào đó có thể kẹp cá, nếu trống có thể kẹp bốn cá là đã mang lại cho bạn hiệu ứng rất là ngon rồi. Sáu cá thì nó lại một cái tầm mới, nhưng mà sáu cá nó khó đi ở chỗ là sao, nó phải có 5 tiền. Nếu mà nó không có 5 tiền thì thua nha, bắt buộc nó phải có 5 tiền. À, bắt buộc phải có 5 tiền mới đi xấu ra 6 cá được, cho nên bây giờ mình nghĩ 4 cá sẽ là hàng hot. Thì giờ bạn cứ nghĩ đi, Knight đi, 4 cá vô, Knight đóng 4 cá, 2 Galaxier là thấy là quải chạy đậu liền. Đánh thằng Knight nó đã trâu như chó rồi,
mà đã vậy còn thêm 4 cá vô nữa, trời ơi, 4 cá là giảm tới 90% sát thương trong 3 giây đầu đi ha. Xong đâu sau đó nó giảm lại còn 30%, mà 30% vẫn là quá nhiều. Vẫn là quá nhiều với bộ Knight, tại vì bao sao bộ Knight nó có tăng giáp, tăng kháng phép, hồi máu, đầy đủ hết tất cả những chức năng rồi. Mà bây giờ nó còn cộng cá nữa, mà đã vậy là sao chiêu của cá nó mang lại hiệu ứng khống chế nữa. Thí dụ giống như là con mới đi đưa vô câm lặng, quên đưa vô ru ngủ, nó siêu rên hóa đá, đủ thứ các loại hết luôn. Bạn muốn chơi loại hình nào cũng được, mình nói thiệt. Cá này bây giờ team nào kẹp vô cũng được. Hunter 6 Hunter 6 cá ok luôn. Tại sao? Trong Hunter đã có hai cá rồi. Trong Hunter đã có hai cá rồi. Cho nên là 6 Hunter 6 cá easy luôn, không có gì khó luôn. Nếu mà đã được 5 tiền không, sau đó nó còn có thể, thí dụ như trong cá có gì, có quơ luôn. Trong cá có quơ luôn. Bây giờ các bạn cứ nghĩ đi, quơ bây giờ nó phản đam theo giáp, nó phản đam theo giáp thì sao? Bạn đi chính quơ nó phản đam theo giáp, nhưng mà sát thương bạn nhận lại thì nó bị giảm sát thương đi rất nhiều luôn, 30% cho toàn team. Mà nói thiệt luôn, team chính quơ đi cá cũng là cũng cháy dữ lắm, hoặc là sao kiểu xấu quơ thôi. Xấu quơ thì nó không có phản đam, nhưng mà nó có cái giáp sẵn. Nếu mà team team bên kia mà đi theo cái dạng là sát thương tay, mà gọi là thuần túy sát thương thường bình thường đó, chứ không phải là sát thương nhằm kẻ phép á, sát thương phép, thì cái giáp của quơ nó hơi bị phí đi, nhưng mà cái giảm sát thương của cá thì vẫn gì nhận được đi. Nhưng mà không, nếu mà bên kia đi hunter hay cái gì đó mà không có phép á nha, không có cái sát thương phép á, đi sáu quơ sáu cá, ồ sáu quơ sáu cá hình như không được. Sáu quơ sáu cá phải thượng đẳng thì phải, không tại nó có một visa 5 con, xong 4 con là có một visa sẵn. Vậy là đúng rồi, vậy là vẫn đi 6 quơ 6 cá được luôn. Tại vì ở trong nó là đã có một con visa rồi. Thì bạn kia đi 5 quơ thôi, 5 quơ với lại 4 cá. 4 cá là có sẵn một visa, chỉ cần kẹp một con visa nữa thôi là bạn đã có 6 quơ 6 cá rồi. Quên 6 quơ không, 6 quơ 4 cá thôi. Vậy là 6 cá vẫn phải đi thượng đẳng bạn ơi, vẫn phải đi thượng đẳng thì phải. Hình như vậy vẫn phải đi thượng đẳng, ít nhất là level 11. Ít nhất là level 11 thì 6 cá nó mới hoàn thành. Nó hơi khó chút xíu. Thì nếu mà tại vì thêm vào đó nữa là có cái vấn đề là sao, cái giảm sát thương này á, là nó giảm cho toàn tất cả những loại sát thương nào nhận vô, mình không cần biết, cứ đánh vô người bạn là nó sẽ giảm sát thương. Oh my god, đồ mới cần, đồ mới cần. Đối với mình đây là một trong những cái con bài mà sẽ nhiều, nếu mà anh em chịu gọi là ghép nó về đội hình khác đó, miễn là anh em sao thấy vô chơi game, anh em vô chơi với một team nào đó đi, anh em thấy nó sát thương cao hơn mình không có đủ chống chịu, đúng không? Vô rồi mình nói thiếu thiếu chống chịu, ok luôn, lượm liền cho mình. Khạp vô cho mình khoảng 4 cá thôi là lấy tiền, còn hai cá vẫn được nha bạn, hai cá vẫn ngon nha. Nhưng mà có nó 3 giây đầu nó không có dữ vậy, nó không có nhiều nhiều cái giảm giáp cho giờ giảm sát thương dữ vậy, nhưng mà hai cá vẫn ok, vẫn ngon. Tóm lại là bây giờ anh em vô sẽ thấy team nào cũng có hải sản hết, team nào cũng có hải sản hết luôn, không có cái team nào mà không có đó. Đó, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi thượng đẳng cá thử như thế nào. Hôm qua giờ đã đi phép cá rồi, nhưng mà hôm nay đi thượng đẳng cá, chúng ta sẽ đến với một cái bộ nó hoàn chỉnh hơn, nó hoàn chỉnh hơn, thượng đẳng cá. Mà team cá này thì team mang hiệu ứng khống chế là nhiều, cho nên là cái tù và là một trong những cái mà bạn phải lên. Cái tù và là cái phải lên, bạn để vô chính giữa. Tại sao? Team nó có rất nhiều kỹ năng, Tissue nè, Siren nè, rồi con lặn sâu nè, tức là con mới con lặn sâu này cũng có kỹ năng. Ốc thì nó không có kỹ năng thôi, nhưng mà nó có nội tại, nhưng mà ốc thì không không quan tâm đi, nhưng mà Aquaman vẫn có kỹ năng luôn. Cho nên là đa phần là đều là con có kỹ năng hết, nhưng mà bạn muốn đi xấu cá rồi thì cái tù và là cái không thể thiếu. Tù và hoặc là ít nhất cũng phải là một cái trống, còn nếu mà được một cái tù và một cái trống thì quá tuyệt vời. Nó sẽ làm cho team bạn kích hoạt kỹ năng giai đoạn đầu luôn, bên kia không gây được sát thương luôn. Tại sao?
làm sao mà giết cái con nè, cái con lặn sâu đó trong khi bạn bị ngủ. À, giờ chỉ có nước là sao, phải tách đội hình ra. Bạn nên nhớ là bạn phải tách đội hình ra, nhưng mà tách đội hình ra cũng chưa chắc gì đã ngon, tại cái chiêu này nó quá rộng đi, nó chỉ cần mà lấn qua bạn một ô thôi, nó đứng giữa bàn cờ thôi, là gần như là nó chỉ có hai cái ô mà gọi là trong góc thì nó mới không có, nó không có hiệu ứng thôi, còn như là gần như là có hiệu ứng cả, con nào nó cũng bị ngủ hết. Vậy thì khó bạn, vậy thì khó. Mình nghĩ là sao, chỉ cần ra cái con bài này khoảng một tuần hoặc là chưa ra luôn thì nhà phát hành đã nép nó từ trong trứng luôn rồi đó. Mình nói thật sự như vậy luôn, có thể nha. À, hôm qua tới hôm nay thì mình đã test được một hai trận về con này rồi. À, hôm qua có một trận anh em đã xem rồi đó, bây giờ chúng ta làm một trận nữa, mình sẽ cho anh em thấy cái độ rộng của cái con này như thế nào. Chưa biết là nó có thể rộng theo kiểu là một sao, hai sao, ba sao hay không nữa kìa. Hôm qua thì mới có hai sao thôi mà mình đánh giá gần như là không thể thoát được cái chiêu đó của nó rồi. Nếu mà bạn chậm lại thì chắc chắn là bạn chết rồi. Bạn tách ra thì may ra chúng ta sẽ có hai hoặc ba ô nào đó nó trống thôi, là không nhận được hiệu ứng ru ngủ của con tướng mới thôi. Chứ còn mà nó mà theo kiểu mà nó đứng cứng ở trong đó thì chỉ có nước mà kiểu như mà khóc thét, phải không? Chỉ cần đưa lên cái chụp cái là dính, chụp cái là dính thì ru ngủ liền, thì ru ngủ là không gây được sát thương, là không di chuyển được, đúng kiểu là chỉ có nước mà đứng đó chờ chết thôi. Mà cái chiêu của nó cực kỳ lâu luôn nha, nó ru ngủ hơi bị lâu luôn, mà xong hết khi nó rơi, gọi là hết cái tiếng hát rồi đó, là nó hết ru ngủ rồi. Nhưng mà cái con của bạn phải hết ngủ nó mới dậy nha, nó phải hết thời gian hình như là 3 giây ngủ thì phải. À, theo mình 3 giây ngủ, 3 giây gặp mà cái tim mà nó có sát thương á, 3 giây hả, 3 giây có nước mà về đầu thai được hai lần rồi. À, 3 giây là có đầu thai được hai lần rồi đó. Bởi vậy mình nói cũng cũng không biết được đâu nha. Team này nó là một trong những cái team mà mình đánh giá nó thay đổi meta ở chỗ là sao? Một meta thuần công bây giờ nè là một trong những meta thuần công, gần như là anh em đi sát thương rất là lớn, gần như là vậy mấy mùa rồi đều là sát thương. Mùa mới đây là sao? Sát thương phép, đi là hoàn toàn là đi sát thương phép cả, thuần công rất nhiều. Nhưng mà meta này ra thì meta hải sản này là thuần thủ nè, con này là thuần thủ hợp lý luôn. Team nào trâu, team nào tăng, không cậy vào đồ sát thương nhiều á, thì có thể team này nó sẽ mang lại một cái gọi là cái nổi bật hơn. À, đưa vô hai cá thôi là đã có 30% giảm sát thương rồi, quá ghê gớm đi. Đó là một trong những cái mà mình phải nhấn mạnh liên tục cho anh em là sao, thay đổi meta. Meta thì nó có chia làm nhiều loại lắm. Meta theo kiểu là chơi từ trước á, lúc đầu game mới ra thì cái game này nó sẽ theo kiểu là sao? Hiệu ứng khống chế. Hồi trước hiệu ứng khống chế rất hạn chế luôn và nó không có quá nhiều. Nhưng mà thằng nào cầm được hiệu ứng khống chế lớn giống như là hồi trước á, gần như là ô tô luôn là sao, lấy con tôm Saman với lại con thuyền trưởng hải quân, dù nó không có nằm trong team của bạn luôn, vẫn phải ôm con tôm Saman với lại con thuyền trưởng hải quân. Mấy cái mùa đầu tiên á, bạn nên nhớ không, lúc nào vô cũng có một con tôm Saman đứng đằng trước để tăng, con tôm Saman mà tăng nha bạn. Tại sao? Hồi đó nó nhiều máu, hiệu ứng khống chế lâu, à, cho nên là mua con tôm Saman để đằng trước rất nhiều như vậy luôn. Nhưng mà sau này thì ít, tại sao? Máu nó bị giảm, nó không tăng được, mà không tăng thì phải đưa đồ để nó kích hoạt kỹ năng sớm, mà đưa đồ thì nó mất đồ, sau này chọn đồ khó nữa, game rất là lừa, cho nên là ít có dùng cái kiểu mà tôm Saman để trước nữa. Tại sao? Yếu máu quá, máu giấy, à, máu giấy, trừ khi đi đỏ thì máu nó mới nhiều thôi. Chứ còn nếu mà để tôm Saman kẹp mình nó vô để sao lấy hiệu ứng á, thì sao là phải đưa đồ, mà đưa đồ chắc gì đã có đồ mà đưa, à, chắc gì đã có đồ mà đưa, đúng không? Cho nên là ít ít có thấy ai dùng như hồi trước chuyên luôn, kể cả bản PC cũng vậy, chuyên gia để con tôm Saman lên đầu tăng, làm gì ăn cái cấm đánh của nó trước là quá, gọi là cái cam lặng của nó rộng mà ngon, đó, cho nên là như vậy. Còn thay đổi meta sao, hồi trước là sao, thằng nào ôm hiệu ứng khống chế lớn thì thằng đó thắng. Sau đó là tiếp theo cái gì, sau đó là meta theo kiểu là dạng là trang bị, thằng nào cầm được trang bị lúc mà ra thêm mấy cái món đồ mới, ra mấy món đồ vàng xịn đó, mấy món đồ vàng xịn sau này mới ra chứ bộ đâu phải là hồi trước có đâu nhiều đâu. Hồi trước có một ít món đồ vàng lắm, sau này ra thêm meta đồ, thằng nào cầm đồ thằng đó win, thằng nào không có đồ nó thọt đó. Meta đồ xong tới đây là cái sao, meta kết hợp theo kiểu là dạng sát thương. À, meta sát thương
Đó là một trong những cái meta tổng thôi, còn meta bên trong là những con tướng nào mạnh nữa kìa. Đó, hồi trước thì hiệu ứng khống chế là sao? Ít hiệu ứng khống chế, hồi trước ít tướng lắm. Mình nói bây giờ không dám nói là nó bằng nó một nửa, nhưng mà bây giờ hồi trước nó chỉ có khoảng khoảng chừng là 3 phần 5 cái số lượng tướng bây giờ thôi. À, trang bị nó cũng vậy luôn. À, nó ra rất nhiều tướng mới, ta mang thêm hiệu ứng khống chế, cho nên bây giờ chơi á hiệu ứng khống chế có từ nhỏ tới lớn luôn. Cả bây giờ ra một cái team 5 con hiệu ứng khống chế đó thì sao? Đó, ra một cái team 5 con hiệu ứng khống chế đó thì sao? Nói hồi trước ít lắm, ít hiệu ứng khống chế, ít tướng mà, cho nên đâu có hiệu ứng khống chế nhiều đâu, kể cả bắp cũng ít nữa, cho nên là hồi trước giành nhau con tôm sa man với lại thuyền trưởng. À, con nào có thì nó ngon, ngon đặc biệt là hồi đó quơ đi rất là sướng, tại sao 6 quơ 6 giả thú mà có thuyền trưởng vô nó chụp cho chỉ có chết thôi đó. Là bây giờ mình sẽ đưa con cá 2 sao vô, con người cá không biết kêu con siren rồi kêu con này bằng cái gì. Con siren kia là con medusa, medusa, còn con này theo kêu bằng con này là con gì, siren thì con này là lặn sâu nè, con này là mỹ nhân ngư, con này là con người cá rõ nha. À, con người cá, đưa người cá này vô nó hát cho nghe, còn kia thì nó hú cho nghe. Ừ, đúng kiểu luôn, tim chỉ có hú với hát thôi mà muốn gọi là sao, tẩy não mọi người luôn. Nó bây giờ để con 2 sao vô, mình sẽ cho bạn sao tại sao mình nói là vậy. Mình đã lấy cái tù và quên lấy cái trống rồi nha, cho nên bây giờ vô kích hoạt kỹ năng thì cái con này nó cũng hồi được khá là nhanh mana nè. Đó đó không, nó cũng có được xíu nhưng mà con này hồi mana cũng khá lẹ, trên đòn đánh tay lượng sát thương nó cũng lớn nè. Bạn coi cái dòng nó dày nè, né kiểu mẹ gì. À, nè cái dòng nó dày là né kiểu gì mà bạn thấy nó hú không nãy giờ luôn á. Nè, rớt xuống là đâu, rớt xuống chưa đánh được liền nha, rớt xuống vẫn bị ru ngủ đó, bạn thấy chưa? Nó đứng lên nó muốn múa, thấy không? Rồi vậy rồi giờ sao làm gì? Nè bây giờ mình đưa 2 cá vô thôi là mình có 30% giảm sát thương, và giảm sát thương bây giờ nó hơi lạm phát thì phải, hơi giảm thương bây giờ nó hơi lạm phát thì phải. Bởi vậy mình nói rồi, bây giờ giảm thương lạm phát như vậy mấy cái đồ giảm sát thương bên kia không ai thèm thấy luôn. Hồi trước á, tranh giành nhau cái giảm sát thương để làm gì, lên cái giống như là cái bạn ơi giảm sát thương ngon, trời ngon tuyệt vời, lên cái cấm đao của, gọi là bỏ qua sát thương của đối phương á, là cái vĩnh hằng để làm gì, giảm sát thương nữa rồi còn bỏ qua kỹ năng nữa, trời ngon ngon ngon. Nhưng bây giờ không, tao cho mày chưởng luôn, tao đi 4 cá hủy diệt nó nè, vậy nè bạn nào, nó chỉ gần như là nó chỉ có con trong góc là né được thôi. Ở cái con trong góc là con Lemon Visa nó mới còn được, được ra chiêu thôi, chứ còn như là không không chạy được. Ôi da, vậy mà thua thua không được không sao. Ôi đồ sạc uống nước mà sạc luôn. Nó rộng vậy đó, bây giờ chỉ cần đưa nó tấn lên chút xíu thôi, bây giờ chưa có giảm sát thương không dám tấn lên sợ nó chết. À, để giảm sát thương vô thì mình giờ mình chỉ cần up 8 một cái, mình để con Aquaman vô cái là team mình nó tự tin hơn hẳn liền. Mình để dâng cao chút xíu con này nó hú cho cái. À, mà không biết là có thể dạng theo kiểu là 1 sao hú nó ít hơn, 2 sao rộng hơn, 3 sao rộng hơn nữa không. Nếu như vậy cái con 2 tiền này mà 3 sao dễ chứ. 2 tiền 3 sao, trừ khi có người giành, còn không có người giành lên easy. 2 tiền mà, 2 tiền xoay chút xíu rồi lên 3 sao chứ gì. Chủ yếu là bạn bỏ thời gian ra bạn xoay, bỏ tiền ra xoay thì nó ngon. Cho nên cái mình nói rồi, đi cá bây giờ là cái tù và là cái meta choi nè. Vậy nè, đưa chậm vậy là chỉ có chết thôi nha bạn. Mình nói thẳng vô, nếu bạn đi với cá mà bạn chậm đội hình như vậy thì bạn chỉ có chết thôi. Chưa kịp gây sát thương con nào đã chết hết, gần như là chết nguyên team mà còn gì nữa chơi. Đó, y như vậy thôi. À, sơ sơ là bạn thấy cơ bản thôi, cái này là gọi là cái bài cơ bản thôi. Nói là sao, đi với cá là phải tách đội hình ra liền. À, nói vậy luôn cho anh em dễ hiểu, đi với cá tách đội hình ra liền, đừng bao giờ để nó vô trong, chậm lại với nhau, tại vì ăn câm lặng hoặc là quên ăn cái ngủ này là không có thở nổi. Và đặc biệt nếu mà mình thích thì mình có thể cho cái con này theo kiểu là cái dạng mà dịch chuyển, lấy những dịch chuyển nó kích hoạt kỹ năng, chỉ cần nó kích hoạt kỹ năng liền một phát thôi là coi như chết, coi như chết. Tại sao nó không di chuyển được mà không có bị
đánh gây sát thương được nè bạn, coi như chết. Làm gì giờ? Làm gì giờ? Chỉ tiêu thôi, nhưng mà cái ngủ này nó không phải là ngủ liên tục mà nó kể nhấp nháy á. Nó nhấp nháy lúc mà nó gồng á, thì nó cũng ok, cũng được thôi. Nhưng mà cái nhấp nháy đó nó dậy còn khó chịu, còn cha chú nữa. Đó, bây giờ hai cá nè. Bạn sẽ thấy hai cá với lại là nó đã khác biệt rồi. Từ lúc bạn lên được hai cá là nó khác biệt liền nè bạn, coi nè. Hai tắc của Ocean mà mỗi tắc là 15% giảm sát thương. Hai tắc 10, mỗi tắc 15, hai tắc là 30%. 30% mẹ, hơn món đồ cuối mẹ rồi. Món đồ cuối chưa chắc gì có 30% nữa, bây giờ là hai tắc đã có 30% rồi. Chơi cái kiểu mẹ gì được đây, mình cũng không hiểu luôn á. Đúng kiểu bệnh luôn nè. Ru ngủ bạn, ru ngủ mình vẫn đánh được. Tại sao ru ngủ vẫn đánh được ta? Hình như là nó chưa kịp ru ngủ thì phải, nhưng mà không biết là ru ngủ nó có phần trăm không, sao mình thấy ru ngủ hang quái vẫn đánh được vậy? Hang quái này có đồ, hang quái này có bùa hả ta? Lạ đấy. Nó bây giờ ghép đồ sướng, bây giờ chỉ cần kéo thôi, nó có hiện cái đồ ở trên rồi bạn cần kéo vô, bạn lấy cái trang bị này bạn kéo vô. Mà ông nào chơi điện thoại thì coi chừng nha, kéo nhầm một cái là ăn cớt. Kéo nhầm một cái là ăn cớt thật sự đó, cho nên là kéo cũng cẩn thận. Nó tiện thì nó tiện thiệt đó, nhưng mà kéo coi chừng á. Ông nào chơi máy tính điện thoại luôn, anh chọn chuột thì dễ quá rồi. Chỉ có cảm ứng là nó hơi cái kéo mà nhầm một cái á, mà để vô theo kiểu là game lâu lâu game lắc lắc á, cái con tướng mà nằm ở bên đây xa quá đúng không, kéo nửa đường rớt vô con tướng khác mà theo kiểu là rớt vô tướng khác mà nó nhầm trang bị nữa, thì đúng kiểu là oh shit khó nhờ, khó nhờ. Ok, đó không, hai tướng cá thôi mà bạn coi team mình trâu ở, team mình trâu chưa, cái này chưa tứ chưa tới là bốn cá nha, bốn cá là nó còn 3 giây đầu nó còn kinh khủng nữa, trời máy bay nó quá dữ vậy. Aquaman ok, bây giờ thay hết này lấy xấu hù mình thôi, đi thượng đẳng bạn ơi, mình set up một team thượng đẳng trước. Set up một team thượng đẳng trước đi rồi chúng ta tính sau. Đương nhiên là phải lấy tù và, nhưng cái tù và này thì quên, cái trống này thì mình cho cái con Mỹ Nhân Ngư này. Đó, hú con nào mà có kỹ năng thì đưa kế bên con tù và. Tù và bảo kê đấy nè, đó vậy nè bạn thấy không, tới cái con kế bên này nó còn bị câm lặng nữa, quên bị ngủ nữa thì làm sao đó. Team mình không có sát thương, bên kia team không có miếng sát thương nào luôn, rất tiếc luôn. Rất tiếc luôn, nhưng mà đúng kiểu là chỉ chập nhẹ thôi là không có miếng sát thương nào luôn. Sát thương ở đâu ra, sát thương ở đâu ra, đào đâu ra. Đào đâu ra? Ây da, từ từ nha. Này up chính, pha này up chính hợp lý nè. Tại sao? Mình up chính xong mình để một con ốc vô, cái mình lấy một con human ra, mình để một con wizard vô là chúng ta sẽ có bốn cá sáu human, bốn cá sáu human giai đoạn đầu này khỏe, khỏe lắm. Nhưng có cái là thiếu sát thương thôi, thiếu sát thương. Nếu mà team mà có sát thương thì ok. Mà cái bùa quan trọng nha. Bây giờ bạn không biết bạn có đi cá hay không, nhưng mà vô bạn có mà rảnh rảnh đồ lấy bùa luôn, lấy bùa luôn cho mình, tránh hiệu ứng khống chế, ăn hiệu ứng khống chế đúng kiểu khóc thét luôn nè bạn. Coi là tiêm phép mà nó bị ngủ như vậy thì sao sao thở. Ôi, đúng kiểu luôn, quá đáng thiệt sự luôn, anh hơi bị quá đáng luôn đó nha. Ngon thật sự luôn. À dạ, 15 sách rồi. Khá thật sự. Sơ sơ vậy thôi là biết đi thượng đẳng được, tại sao? Anh em chỉ cần 27 sách thôi là anh em đã có thể lên thượng đẳng ngon lành rồi. 27 sách thì phải, hay là 25 sách gì đó. Bữa hở mình như có chỉnh sách chỉnh level hay là 29 sách gì đó. Tóm lại là bây giờ nó sẽ nằm ở khoảng gần 30 sách. À, lên được cái nào thì lên, nhưng mà tóm lại là phải có những cái đó thì lên thượng đẳng, mà đã thượng đẳng rồi
level 12 rồi á thì bài này cá củng đồ này kia anh em chọn thoải mái, giống như đi chợ vậy đó mày, chợ hải sản đó đó, câm lặng ngủ 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 ơi ngủ ngủ mà khó chịu ở chỗ là bây giờ cái chiêu này của nó đi theo con tướng ở con chiêu cái này đi theo con tướng mà bạn biết nó đi theo như vậy rồi đó, nó nhảy tới đâu thì nó câm nó ru ngủ tới đó, không có né được, không có thở được phải không, khó thở vậy đó. Bây giờ xấu hơn mình bốn cá nè, nó bốn cá là nói chung là cũng gọi là thuộc dạng là cứng rồi đó, nhưng bây giờ lấy ti xu lên sáu cá luôn là càng hay đó, sơ sài thôi. Bốn cá bây giờ ngon nè, bốn cá bây giờ giai đoạn đầu là mình nói thiệt luôn, bây giờ muốn giết mình là khó dữ lắm luôn. Sóc đam có thể là đánh theo kiểu trì trạc thì mình chơi được, chứ còn chơi được mình được, chứ còn không mình theo kiểu mà dạng mà sóc đam như phép đồ này kia đó, tuổi con chó ở tuổi con chó luôn. Tại sao 3 giây đầu tiên của trận này á, thì khả năng cao là mình sẽ có nhận tới cái việc là 90% sát thương, giảm sát thương nè đó. Ô trời, cứng 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 quá ơi, là cứng quá này, khó chưa mà thấy khó chưa, giờ đánh kiểu gì đây, hai con boss mà nó đánh team mình cái kiểu giống như không nổi vậy đó. Hay à, khoan đã, bà biết nhớ vô cái giáp băng mới được update, cái giáp băng đơ update gì anh em thử kể, cái giáp băng update gì tự lòng mình đi, bây giờ đừng lật game ra ở giáp băng update gì mới, tự lòng mình nhớ coi anh em có biết cái giáp băng update gì mới không, chắc là không đúng không. Giáp băng tăng phạm vi hiệu quả, bây giờ cái giáp băng xịn nó rộng tới 5 ô lận, nó giảm tốc độ đánh của đối phương và giảm gây sát thương, giảm tốc đánh, rồi thêm một cái là hình như là thì cái gì đó đó hồi phục hay gì đó. Nó đây nè, 5 ô, 5 ô nếu bạn để nó ở giữa bàn cờ là gần như là không con nào thoát hết. 5 ô nha. 5 ô. Tăng từ 3 ô lên 5 ô, 5 ô của cái giáp băng gây sát thương này, mình nói thiệt cái này là đâu phải gây sát thương nữa, này gọi là nó mang cái tính theo kiểu là cái dạng diệt chủng. Nè coi nè, 5 ô bạn nhìn cái giáp băng nó xòe cho bạn coi nè. Nè bạn nhìn kỹ nha, cái giáp băng xòe nè, rộng chưa? Rộng chưa? Giảm tốc đánh rồi. Giảm tốc đánh rồi, khỏi thở. Khỏi thở. Ok, rộng chưa? Mà giáp băng là có delay nha, có thể kích hoạt lại lần nữa nha. Vô rồi nhìn thấy giáp băng là bạn cũng hết muốn chơi rồi. Nên là nếu bây giờ mà team mạng mà thấy bên kia có tốc đánh hay là gì đó, cái giáp băng là cái lựa chọn nó không thể nào mà sai được luôn bạn. Lựa chọn nó phải là ngon lành. Trời ơi, cái này up up 10 luôn, lên level 12 luôn. Up 10 lên level 12 luôn, 26 sách là dư. Vừa đủ, vừa đủ, vừa đủ, vừa đủ. Vừa đủ 12 luôn. Chà. Thiếu phép rồi, thiếu hai phép. Ok. Không, vẫn có bốn phép, vẫn ổn rồi. Ít ra cũng có bốn phép rồi. Ý, hồi nãy giờ chưa có phép hả? Ổn tim nãy giờ chưa có phép, đi human không có phép, bây giờ có phép. Nãy giờ chưa ra già. Bây giờ thì human đâu cần nữa. Human đâu cần nữa, đưa vô đủ bộ chơi vậy thôi chứ human cần gì nữa đâu. Đó, bây giờ có phép rồi nè, nổ cái này ngon nè. Đó, mày thấy cái giáp băng nhìn vô là thấy nhiêu đó là bên bên kia là muốn rén. Tao nè, trời đất ơi, tiễn về quê luôn, tiễn về quê luôn. Một đứa đi gọi là sao tiễn, ôi mẹ ba thằng chết. Cũng được, cũng được. Ok, trời thêm cái này vô rửa thì đố thằng nào mà chơi được lại mình luôn. Kháng phép cuối cùng tới công chuyện nữa. Ôi chà, đã bốn đá human bây giờ đâu cần nữa, giờ bốn đá bốn cá không, sáu đá sáu sáu cá vẫn được luôn, sáu đá sáu cá vẫn được luôn nha bạn, nếu mình cần thiết mình có thể đưa vô luôn sáu đá sáu cá. Ui Light Spirit nó quá ngon đi, nó quá ngon đi bạn. Ây da, mình lấy cái rim tất này mình kết hợp với lại con lem minh quy ra cũng được,
Lemon Visa giật giật xét mà đó, nó con rim tất này nếu mà có đồ quẹt mực một cái đi, Lemon Visa giật một cái là quá ngon luôn. Bún đá là bên kia là hiệu ứng khống chế ngập trời rồi, mà đã vậy còn bún bún cá này nữa, hiệu ứng khống chế cũng ngập trời nữa. Không đùa đâu, trâu lắm, team này mình trâu vô địch. Đó, thấy chưa, chỉ cần sơ sơ vậy thôi, Light Spirit 2 sao. Đó, chỉ cần sơ sơ vậy thôi, giới thiệu cho anh em sơ sài về cái vấn đề đội hình này thôi, không cần quá nhiều à, để mấy ông anh em nghiện nghiện khó bỏ. Nghiện khó bỏ lắm. Xấu 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 phép à. Bán mấy con này đi luôn cũng được, từ từ nha. Nếu mà có xấu phép bây giờ phải làm cái gì đây, thiếu một con phép nữa, Siren là phải mua nè. Từ từ bài vậy là ok, xấu phép là nó đam to đi lắm rồi bạn. Kiếm con phép nữa mới được, kiếm con phép nữa để vô. Xấu phép là nổ xấu cá, là bạn nên nhớ xấu cá nha, là nó hấp thụ sát thương vô xong nó nổ ngược lại, mà bạn có sẽ có giảm kháng phép của đối phương thì cái nổ của nó cũng đau. Nó vừa là team phòng thủ vừa là team sát thương đó, nhưng mà sát thương thì phải có phụ trợ, có phụ trợ, bởi trừ kháng phép thì mình nổ mới đau chứ còn không nổ tệ lắm, dở, nổ không đủ đam. Ai trời đất ơi, sao nãy quên ta. Nếu mà nãy mình dùng con Ranhera mà để kích hoạt Wiza đó, bây giờ mình để God of Thunder vô là mình sẽ có 6 phép và 2 God luôn. 2 God luôn. Nếu mà 2 God, ôi trời. Team này là best choice, mình nói thẳng luôn. Bây giờ mình chỉ cần đi 6 đá một cái thôi. 6 đá một cái thôi thì team này ngon lành liền. Ngon lành liền luôn chứ không có nói gì, 6 đá, 6 phép, 4 4 hoa 4 cá cũng ok. Có đồng thanh đờn nữa hay dữ gì trời. Bài căng dữ vậy. Từ từ nha, đó. God of Thunder ha. Đội hình ở đâu bán bớt mẹ mấy cái tạp nham tạp ngư thì đi cho nó đỡ trống chỗ thôi coi. Nhưng mà phải ra God of Thunder thì mới có hai God theo cái tình huống hồi nãy. Nãy nếu mà có hai God thì bây giờ tụi này là meta cuối rồi. Meta cuối thì giảm chắc giảm thời gian hồi chiêu, mà team toàn hồi chiêu thôi, team nào cũng xài kỹ năng hết đó. Bây giờ đưa cái này vô nữa thì con Light Spirit này đam thứ gì chịu nổi. Đưa cái này vô thì bây giờ đưa cái trữ hiến tế qua cho con Light Spirit đi, 7 7 điểm là 7 5 35% giảm sát thương, gọi là tăng sát thương phép. 35% gia tăng sát thương phép để vô thì ô chà. Wow, tới công chuyện liền, tới công chuyện liền. Ngư Siren 2 Tsunami chết rồi. Vậy thì thôi đi 6 cá thôi, bỏ 6 đá nè, vậy 6 đá nè, nhưng mà thôi đi 6 cá 4 đá thôi. 6 6 6 đá nó chỉ nó gây thêm sát thương chuẩn, nếu mà đánh hóa đá xong đánh thêm đòn đánh tay á, thì nó nổ cũng đau. Nhưng mà 6 cá nó mang lại cho mình thêm cái lừa hiệu ứng là coi phản đam và gây sát thương phép. Đó nè, đó nó nổ, trời nó nổ, u trời rồi ơi, tất cả mọi thứ đều dồn về team này hết bạn ơi. Cái team này là bá đạo, không có nói nhiều, team này là bá đạo. God of Thunder 2 tù và đưa mấy cái đồ vô cho tù và nó nắm nắm trong người đi. Nó tù và là God of Thunder nè, đó đưa hết vô. Cái con nào xài kỹ năng á, thì đưa gần lại cái tù bà cho mình, cái tù bà hồi máu ở quên hồi mana. Còn con Light Spirit á, thì đứng đây đó, bây giờ mình chỉ cần tấn lên đội hình như vậy thôi, chút xíu nữa con cá mà nó hú một cái, mỹ nhân ngư mà nó hú một cái thì sao mà thoát khỏi cơ đây bạn ơi, khó đấy. Thì xu luôn, quá dữ luôn. Đâu ti su đâu nhờ. Ok, thêm một con Tissue nữa thì sao, Tissue 2 thì ngon rồi. Đó bây giờ anh em chỉ cần nhìn đội hình như vậy thôi, anh em muốn đánh mình là hơi khó đó. Mặc dù là cũng thiếu sát thương dữ lắm nhưng mà không sao.
nó không dí được mình là mình dí được nó thôi, tại vì nó hấp thụ sát thương mà, hấp thụ càng nhiều nổ nó càng đau thế thôi. Nào nhanh nhanh nào anh em ơi, nè vô nhầy nổ sao chịu nổi nè, nè nè nổ nó, ôi ôi không có một xíu sát thương nào đến từ bên kia luôn, gần như là trắng đam luôn. What the fuck, bên mình không mất một tướng nào luôn, nổ phát nào ăn tiền phát đó luôn. Trời đất ơi, ti su luôn, thế chịu, thế chịu bạn, ti su 2 luôn còn gì nữa. Giờ mua cái trứng ti su 2 luôn để vô là cái ti su mà nó tưng lên rồi, cái con Light Spirit của mình nó còn thiếu đồ quá nha. Hồi nãy mà mình chăm, nếu mà mình lấy được thêm nhiều đồ mà theo kiểu là sát thương kỹ năng á, quên sát thương phép chứ, để vô nó tưng lên rớt xuống thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi bạn. Không cái giờ thì chuyện không có đi quá đá nữa rồi, chắc chắn là mình sẽ đi 6 cá như vậy để gọi là gây thêm lượng sát thương rồi. Nói chung là để như vậy thôi cũng đủ thắng. Nói chung là cái giáp băng này nó cũng lợi hại ở chỗ bao nhiêu là nó làm cho đối phương giảm tốc đánh. Team mình bây giờ này gọi là hoàn hảo luôn, thượng đẳng hoàn hảo. Nè tưng lên rồi sao thở, nè câm lặng rồi, ngủ nè sao thở, tưng lên nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Ok anh em đang xem để lại cho mình một like. Anh chị muốn nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Chúc cảm ơn em đã đăng ký hội viên cho mình và những bạn đã sử dụng cái link donate ở bên dưới đó để ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Rồi chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Everybody's high and high.